Anh Nhung, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Minh. Và hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách rất là đặc biệt. Đây là bạn... Tên à. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trang, mình đang học tại trường Đại học Quốc gia Busan. Và bạn Trang của chúng ta là làm MV được bao lâu rồi ta? Em nhận được 3 năm. 3 năm rồi. Và lý do tại sao mà Trang lại thích BTS vậy? Sau khi nghe thích âm nhạc và thật sự mấy anh rất đẹp trai. Vậy thôi hả? Ừ. Ok. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là mình được nhận một cái sản phẩm rất là mới đến từ BTS. Ta-da! Đẹp không? Thì cái này chỉ là một cái phiên bản mà mình đã nhận trước khi mà ra mắt. Cho nên là hôm nay mình sẽ với bạn Trang. Bạn Trang sẽ là một MV đầu tiên của Việt Nam được sờ tận tay cái bộ cho mình sờ cái đấy. Wow. Sờ nhiều rồi. Thì giả vờ mình chưa sờ nào đi. Sướng không? Ok, và bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Và đây là một cái bộ kem tay của BTS và BT. Nó sẽ được gọi là có được cái hương mùi của cái bộ nước hoa cũ nữa. Các bạn biết, các bạn mình có biết cái bộ nước hoa cũ đấy không? Bộ nước hoa cũ BTS đấy. Tất nhiên là biết rồi. Đấy, vậy nó sẽ có tất cả các mùi y chang như vậy. Và chúng ta sẽ có nguyên một hộp như vậy. Chúng ta sẽ có hẳn một set luôn. Chà chà. Phản ứng như vậy. Mình nhìn vào đây, các bạn có nhìn đi đâu không ạ? Nhìn, phải nhìn vào tay chứ. Rồi, ok. Phản lố quá. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 chai kem tay tương ứng cho 7 thành viên. Và trò chơi hôm nay sẽ là gì? Đó chính là mình có hai bộ cạc đây nè. Bạn ấy cho các bạn xem đi. Đấy, đây là bộ cạc trong suốt của BTS. Nếu mà các bạn mua cái bộ kem tay này thì các bạn sẽ được tặng cái này đấy nhá. Và mình sẽ chơi như thế nào? Mỗi người sẽ lần lượt thử cái kem tay này, xem cái mùi nó như thế nào, và sau đó sẽ đoán coi đó là thành viên ai. Ok. Và bây giờ mình sẽ đến với chai kem tay đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Chai này tên là Powder. Keyword của nó là power, mạnh mẽ, mysterious, là bí ẩn hết chưa. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xài kem tay như thế nào nha. Shigoa đừng có cắn. Tay tầm mũi được chứ. Ok. Anh cảm thấy mùi nó ngọt ngọt. Nó rất là dễ chịu. Nhưng mà nó cũng không có ngọt lắm, không có nữ tính lắm. Nó cũng giống mùi gì nhỉ? Mùi hoa gì nhỉ? Hoa lavender. Hoa lavender. Cái màu tím tím mà ở hay ở trong sữa tắm ấy. Ok. Mùi đấy. Và bây giờ nó sẽ quyết định nào. Quyết định đi. Tại vì là fan nâu ấy không? Fan nâu ấy à? Ừ, fan nâu ấy, fan nâu. Nước hoa nó độc. Jimin à? Độc hết nước hoa rồi đó. Jimin là anh thì không nghĩ là Jimin đâu. Anh nghĩ đây là G-Hope, đọc tên G-Hope đúng không? Đây là anh sẽ đặt anh lên trên đầu mày nhé, mày ở dưới nha. Ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mùi tiếp theo này. Đây là mùi màu hồng này ta. Ok, mùi cô tôn. Cô là... tôn. Mùi này nó dễ chịu ghê đấy. Cứ như là mùi vải mà mùi giặt đồ á. Mình giặt đồ xong nước xả vải mùi ra như vậy. Mùi nó cũng ngọt ngọt, dễ thương. Mùi nó cho rất... cảm giác sạch ấy. Y hệt cái kiểu quần áo giặt xong ấy. Vậy đoán coi mùi này của ai? Chin. Của Chin. Chin nhá, siêu đi đó. Siêu không có phá nhá. Ok. Và bây giờ mình sẽ đến với mùi thứ ba nè. Màu gì? Màu này là màu hồng hồng, cam cam, đỏ đỏ. Màu này tràn đầy năng lượng, trong lành. Tên của dịch nó là... được luôn thật. Giải Just qua tiếng Anh nhé. Mặc dù ta ngu tiếng Anh thật nhưng mà không đến nổi đâu. Rồi nè, để chỗ khác đây bây giờ. Để khắp người luôn này. Không rõ được mùi này. Mùi nó ngọt. Như là mùi trái cây ấy. Anh cảm thấy mùi cam. Đúng mùi trái cây á. Người này phải là người rất là đáng yêu. Phải ngọt ngào. Nhưng mà nói đến ngọt ngào thì chắc chắn. Ta không biết ai là đấy nhưng mà ta đoán Suga. Tại ta không biết người này thôi. Suga tao không có nè bắt trước đâu nha. Ok, vậy là chúng mình đoán được 3 người rồi. Người tiếp theo. Đây là Boys.
Đây là màu này, mùa gỗ này, ấm áp. Hình như cái mùa này chắc tôi biết, tôi đoán được là ai rồi đấy. Mùi này dễ chịu. Mùi này tôi biết. Mùi này rất là đàn ông luôn. Và mùi này nói chung nó cái mùi hương gỗ này, xạ hương ấy, rất là dễ chịu. Nói đến nam tính thì nhưng mùi này thì đang phân vân giữa J-Hope và Tâm. Đúng chưa? Mày đừng có nhìn tao. Ok nam chưa? Nam tính thì thường sẽ là Dep Monster. Cái này là mày đúng chắc rồi đấy. Tại vì anh xài cái nước hoa này anh biết. Anh có mùi nước hoa mà. Ok. Có luôn. Có sao không? Cái chai này kia. Bây giờ ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mùi thứ 5. Năm rồi. Đây là mùi này, đây là mùi tên là Verse. Đây là mùi có đây là mùi đấy. Tao chết mất. Đến với cái mùi thứ 5 là mùi cam thơm nè, cam ngọt nè, dừa này, gỗ này, gỗ hoa hồng, trong vanilla. Nói chung là rất là nhiều cái trộn lại với nhau ha. Giờ mình sẽ thử này. Này đưa đây. Ăn được luôn. Sao lại cảm giác như kiểu là mùi phòng ta? Mùi này anh thấy không quá thích ưa. Như kiểu mùi trong phòng á. Xịt trong phòng hoặc là trong ô tô á. Hơi nữ tính. Và nó hơi khó chịu. Nếu mà ăn hơi chịu. Hắc một tí. Nói đi, tôi trẻ thì không ai khác J-Hope. Cái này không biết thật nên là mình sẽ đoán bừa thôi. Tại bây giờ mình còn bao nhiêu đen người à? Chẳng lẽ tao mày trùng nhau nhiều như vậy thì không có được rồi. Nhưng mà anh nghĩ là Jimin thôi. Jimin nha. Tôi sẽ đến với những cái mùi cuối cùng của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có mùi cảm giác nó giống mùi nước hoa mà. Tại vì cái này kiểu như là kem tay và kem nước hoa luôn đấy. Cho nên là nó giống như phiên bản của nước hoa đó. Thay vì xài nước hoa thì mình xài kem tay nó cũng thơm như vậy thôi. Này. Nhưng mà bây giờ cái mùi nó còn nó buông xuôi. Mùi này quen hết nhỉ? Giống mùi gì ta? Mùi này thấy nó rất là nữ tính. Mà kiểu như là em thì thấy nó huyền bí á. Huyền bí à, nghe phải cảm giác như cậu phải đi gần đến thì mới ngửi được rõ mùi á. Nói chung anh cái mùi này nó nữ tính quá, anh không thích mùi này lắm. Em thích mùi này. Nhưng mà anh biết ai đã chọn Vi. Mùi này. Ôi, mày đừng có trùng với anh nhiều, mày trùng với anh hơi bị nhiều rồi đấy. Nhưng nha. Mà mùi những mùi này rõ ràng mà. Kiểu như nếu mùi này nó rất là bí ẩn mà kiểu như là nó nữ tính, huyền bí gì đấy. Nhưng mà nói chung á thì em nghĩ mùi này chắc chắn là của Vi rồi. Mùi này thích chứ. Và chúng mình sẽ còn một cái mùi cuối cùng thôi, bởi vì mà anh đi anh đang bệnh này con Siko. Tên tên. Tên. Đấy ra. Mùi này anh chắc chắn là của Trung Quốc luôn. Em thì tại vì có một cái là của không thể là ai khác được rồi. Đây coi như đây nè. Để lòng bàn tay tại vì chân ngón từ trên đây này. Bây giờ chúng ta chơi. Mùi sao mấy đấy. À. Chịu phần đây. Mùi này kiểu như nó rất là sảng khoái đấy nha. Kiểu như là nó tên là biển. Biển đúng không? Cho nên là cảm giác đi ngoài biển vậy. Đây nhưng mà cũng có vị ngọt đúng không? Hơi ngọt. Nhưng mà nó không ngọt lắm. Thoải mái. Nghe mùi nó rất là cảm giác mát mẻ. Mùi này thì mấy chàng trai mà phải vừa đẹp trai mà kiểu dễ thương của ta mà. Không phải là anh rồi. Tao không đấy tao nha. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ mùi này là Trung Quốc là chắc chắn luôn. Kiểu như em cũng chắc con trai mà vừa đẹp trai mà phải vừa dễ thương ấy là chỉ có Trung Quốc thôi. Ok. Và nói chung á thì bây giờ chúng mình đã chọn xong hết 7 thành viên rồi. Tụi mình chỉ khác nhau chút xíu thôi. Tại vì khúc số 1 này là mình sẽ khác nhau giữa J-Hope hả? Và Jimin ở đây thôi. Còn tiếp theo là tụi mình đều chọn Jin nè. Sau đó là tới tiếp theo là Sugar. Tiếp theo là Red Monster. Ghê không? Tao phải fan thuộc lòng hết tên đấy. Ở đây thì mình chọn một người là Jimin. Mình chọn Jimin. Còn nó sẽ chọn là J-Hope. Tiếp theo là mình đều chọn V và cuối cùng là đều chọn Trung Quốc hết. Và bây giờ chúng mình sẽ coi là kết quả như thế nào nhé. Đấy,
Nếu mà bạn trả lời đúng hết 7 chai này thì bạn sẽ được 7 chai luôn. Ok. Nói đúng được một chai lấy một chai đi. Bạn đúng bao nhiêu thì khả năng em sẽ lấy được hết. Bây giờ bây giờ sẽ coi kết quả nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có cotton là của chim. Cotton. Chim này. Cotton đúng không? Chính xác. Được một chai nha, được một chai đặt đây. Nhưng anh cũng đúng thôi, anh đúng không phải đưa lại cho anh chứ. Em chắc chắn rồi. 7 hộp này sẽ là của em. Tiếp theo, cái phiên bản vớt màu xanh lá. Vớt màu xanh lá. Sugar đúng không? Bẻ đúng sugar không đó? Sugar. Chị đâu rồi? Anh thì cũng chọn sai luôn. Cho nên là cái chai này bỏ vô lại nha. Quá trình sai, thôi, cứ thử lại 10 lần cũng vậy à. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Boys là của Red Monster thì đúng rồi, Boys đây nè. Chuẩn luôn okay. Không? Sao lại có thể sai được ta? Thẳng đệ. Tiếp ha. Tiếp cái mùi Side Chut là của ai đây? Cái này ảo. J-Hop Side. Mở cái này. Đây. Cái này là của J-Hop. Ủa mình thấy mình đều sai hết rồi. Trời, nói chung mày sai là tao sai theo luôn. Vẫn thật chứ. Rồi. Vậy thì nó sẽ màu Poutre là màu Chimin. Chimin. Anh sai mất rồi nha. Okay. Anh chọn ai? Anh chọn ai? J-Hop. Tiếp Moss là của V. Nhưng chắc chắn hai cái này em sẽ đúng. Vì đúng, ừ anh cũng nghĩ hai này chắc chắn đúng rồi, chết mình rồi. Và mùi Ocean là của Trung Quốc. Hồ. Vậy là bạn Trang một lấy được, lấy luôn card đúng không? Emmy của chúng ta được cho hết card đấy. Và đã được tổng cộng là 5 trên 7 cái. Xin chúc mừng bạn Trang. Siko vỗ tay cho bà Thím nào. Siko, bà Thím làm tốt quá. Rồi và Siko sẽ được tặng 2 chai này. Siko sẽ tặng 2 chai này. Rồi Siko đem về nhà. Siko xài đi. Đi Siko. Rồi. Đó chứ Siko đừng phá Siko. Siko đã ăn hết đấy. Và nói chung là sau khi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay thì bạn Trang sẽ được là 5. Theo anh thì trong 7 cái thích mùi nào hơn nhất? Trong 7 cái này thì nói chung lúc đầu thì em thích mùi nước hoa của Red Monster. Nhưng mà đối với kem tay anh là em thích lắm. Cái mùi nó bị nhạt nhòa quá. Nên là đối với mùi kem tay anh thích cái mùi mùi cô thông này của Jin này. Cái mùi rất là dễ chịu nhá. Và em thì em thích mùi của Vi. Anh thấy em thích mùi Vi lắm. Tại vì cái mùi của Vi nó nữ tính quá. Con gái thì xài trường hợp, trai thì không nên xài cái mùi Vi. Thì nói chung anh sẽ chọn lựa chọn của mình đó là 2 chai này. Rồi, và nói chung là tất cả còn lại đều là của em đấy. Anh sẽ đem 2 chai này về nha. Ok, bye bye. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye. Nói vậy mày không lấy thì cái gì? Thôi, lấy hết mày nhảy đi, cho cái hộp luôn đấy. 7 luôn. Ừ, lấy đi. Anh ơi. Video ngày hôm nay kết thúc như vậy. Bye bye. Thật luôn. Tao quay vlog, tao nói dở, mình không chịu điên sao cho.